Xin chào các bạn. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn món ăn của mùa hè, đó là trứng xào mướp đắng. Nguyên liệu gồm có mướp đắng 2 quả, trứng 3 quả và một chút hành tươi nha các bạn nhé. Mình đã rửa rồi, rửa sạch rồi, bây giờ là mình thái sơ chế. Các bạn bỏ hết cái phần ruột đó. Nếu mà là mướp đắng non ấy thì thật là non, các bạn có thể ăn được cả cái phần ruột của nó, nhưng mà cái hạt của nó bắt đầu cứng cứng rồi. Bỏ đi, mình tươi rửa sạch để ta thái nhé. Ok, giờ ta xào nhé. Khi chảo đã khô nóng rồi, ta cho một chút dầu ăn vào các bạn nhé. Khi dầu nóng rồi chúng ta sẽ cho vài cọng hành và để cho phi cho nó thơm nha các bạn nhé. Phi thơm để lấy cái mùi cho nó dậy mùi các bạn ạ. Để ta cho mướp đắng vào. Ừ.
ta có thể cho thêm một chút nước mắm vào cho thơm các bạn nhé, một chút xíu. Muối bột canh này các bạn. Nhà mình ăn ít dầu lắm nên là mình cũng cho ít, còn nếu các bạn mà ăn nhiều dầu thì các bạn cho thêm chút dầu nữa. Khi các bạn đảo thấy màu mướp đắng nó ra cái màu nó trong veo đi rồi, đó là mướp chín nha các bạn nha. Khi mướp nó chín rồi, mình cũng không nên xào chín quá. Xào chín quá là mướp nó mềm, ăn nó không ngon. Xào chín tới các bạn nhé. Ok, cái mướp đã chín rồi là ta tiến hành đập trứng cho vào các bạn nhé. Trứng này thì ta có trứng gà ta xào bằng trứng gà, mà không có trứng gà ta xào bằng trứng vịt được các bạn ạ. Món mướp đắng này là ăn vào mùa hè là rất tốt cho sức khỏe, nó giải nhiệt cơ thể, đỡ nổi mụn nhọt, rôm, sẩy. Trẻ nhỏ, người lớn, người già, ai cũng có thể ăn được các bạn ạ. Đấy, các bạn đảo đến khi mà chúng nó khô đi, nó đông vào là được các bạn nhé. Chúng ta cho hành vào này, cho nốt phần hành còn lại rồi. Đó, ta lại đảo tiếp, đảo cho khi hành chín thôi. Khi món ăn của chúng ta gần chín rồi, chúng ta cho thêm chút bột ngọt. Bột ngọt mì chính nhé các bạn ạ. Đó, cho xíu rồi các bạn ạ. Chúng ta đảo lên. Ok, bây giờ chúng ta tiến hành cho cái đĩa. Ừm lắm các bạn ạ. Mùi hành ta phi lúc trước nó thơm đậm hơn, và cái hành mình phi lúc sau, mình cho vào lúc sau này ấy, là nó vừa chín tới, nó thơm một vị khác nữa. Đó, thế là mình đã hoàn thành xong món trứng xào mướp đắng các bạn nhé. Các bạn xem mà thấy hay, dễ làm thì các bạn ấn đăng ký và like cho mình để ủng hộ mình nhé. Đăng ký để xem những video tiếp theo của mình các bạn nhé. Xin chào các bạn.